Minh Trí và Phụng Yến gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Mua Sắm Hấp Dẫn trên kênh truyền hình VTV Huỳnh Nam Shopping. Trong những sản phẩm mà để bảo vệ sức khỏe thì chúng ta thường quan tâm những dòng sản phẩm thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, để có thể chọn lựa được những kênh mua sắm uy tín và đáng tin cậy về rõ ràng nguồn gốc xuất xứ thì ngày hôm nay một lần nữa trên kênh truyền hình VTV Huỳnh Nam Shopping, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một dòng sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, đó chính là cao sâm núi Hàn Quốc. Với cao sâm núi Hàn Quốc này, chúng tôi gửi đến cho quý vị và các bạn lên đến là trọng lượng 1 kg, một số lượng nhiều để chúng ta có thể sử dụng trong một thời gian dài và bồi bổ sức khỏe tổng thể cho nhiều thành viên trong gia đình của chúng ta. Nó sẽ giúp chúng ta hồi phục khí huyết, hồi phục cơ thể của mình, tăng cường sức đề kháng, đồng thời là hỗ trợ cho sức khỏe của chúng ta được cải thiện hơn về cả mặt trí lực và thể lực nữa quý vị và các bạn nha. Với dòng sản phẩm này thì mình yên tâm về nguồn gốc xuất xứ, dòng chính sản phẩm chính hãng được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc và dạng cao cho nên là rất là cô đặc, thành phần đậm đặc ở bên trong. Và dạng cao này quý vị các bạn chúng ta có thể là sử dụng trong một thời gian rất là dài luôn. Với quy trình sản xuất khép kín và đóng gói bên trong một chiếc lọ thủy tinh được bảo quản và trọng lượng 1 kg, bên ngoài là một hộp gỗ cực kỳ sang trọng, sẽ là một món quà quý giá để bảo vệ sức khỏe. Mình dành tặng món quà này dành cho tất cả những thành viên yêu thương bên trong chính gia đình của mình, cùng với mức giá chúng tôi đang áp dụng cực kỳ ưu đãi. Ngay bây giờ quý vị có thể gọi vào số tổng đài quen thuộc 1900 7137, chúng tôi sẽ tư vấn kỹ hơn và giao hàng tận nhà theo yêu cầu của tất cả quý vị. Hãy nhanh chóng sở hữu sản phẩm cao sâm núi Hàn Quốc 1 kg, mức giá hấp dẫn 1.990.000 đồng, nhận thêm quà tặng 2 hộp chiết xuất hồng sâm 5 gói mỗi hộp và tích lũy 100.000 đồng cho lần mua sắm tiếp theo. Cao sâm núi Hàn Quốc 1 kg giúp bồi bổ nguyên khí, giúp giảm suy nhược thần kinh, phục hồi sức khỏe nhanh chóng, tăng sức bền, tăng sức đề kháng và tăng cường sinh lực. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Cao sâm núi Hàn Quốc 1 kg, thiết kế sang trọng cao cấp, sử dụng dài lâu, dùng được cho mọi đối tượng, đặc biệt là người suy nhược cơ thể. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Minh Trí nào, bình thường thì khi mà Minh Trí lựa chọn những dòng sản phẩm mà chăm sóc sức khỏe cho gia đình đó, thì những cái tiêu chí nào Minh Trí hay chú ý nhất? Đặc biệt là khi mình nói về những dòng sản phẩm mà để bảo vệ sức khỏe hay là để có bồi bổ cho cơ thể, thì đầu tiên là mình phải gọi là tiết kiệm khi mà mua sắm á, là mình có thể phù hợp cho nhiều đối tượng và độ tuổi khác nhau. Có thể là những trẻ nhỏ hoặc là các em ở trong gia đình Trí cũng chẳng hạn, là khi mà học hành nhiều khi là cũng việc áp lực về việc học, hoặc là ngay cả mình áp lực về công việc, hay là ông bà cha mẹ những người lớn tuổi thì nhiều khi những cái bệnh về khó ăn nè, mất ngủ nè, thì chúng ta cần chọn lựa những dòng sản phẩm thực phẩm chức năng mà đặc biệt là phải rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ và an tâm hơn. Đó có nghĩa là thành phần bên trong đó là phải thành phần từ thiên nhiên để mình dễ dàng dung nạp cho cơ thể của mình hơn. Đó là một cái tiêu chí mà cũng ý nghĩ là nhiều thành viên trong gia đình của chúng ta cũng rất là quan tâm khi mà mình lựa chọn. Hàng phải chính hãng, phải chất lượng, rõ ràng nguồn gốc xuất xứ, phải an toàn và dịu nhẹ cho cơ thể của mình. Thường thì chúng ta hay lựa chọn những cái dòng sản phẩm như là từ sâm nè, hay là từ yến nè, hay là nhiều những cái loại thành phần quý giá từ thiên nhiên khác để có thể là chăm sóc sức khỏe cho mình. Thì với dạng sâm thì cũng yến thấy là có sâm nước nè, có sâm viên, có cả kẹo sâm nữa, hay là dạng cao. Thì trong số đó dạng cao hình như là dạng mà quý vị khán giả chúng ta lựa chọn nhiều nhất, phải không? Và đặc biệt là bởi vì dạng cao đặc đó thì hồng sâm sẽ giữ được lâu hơn, cũng như là dạng cao đặc đó thì sẽ tùy theo đối tượng. Ví dụ như Minh Trí để ý thấy là những người lớn tuổi như ông bà cha mẹ của mình thì thích uống cái loại đậm đặc, là mình sử dụng trực tiếp luôn với cao đặc như vậy. Hoặc là những người trẻ tuổi thì mình có thể pha với lại nước ấm hoặc là nước sôi để nguội. Hoặc là mình muốn uống lạnh hơn thì mình lại có thể là để vào ở trong ngăn mát tủ lạnh. Tùy theo mục đích sử dụng, ông bà cha mẹ ở nhà hay là mình mang đến cơ quan làm việc, mình có thể là pha sẵn để ở trong những cái chai lọ để mình mang đi một cách linh động hơn. Có một giải pháp nào đó để mình có thể bảo vệ được sức khỏe. Và ngày hôm nay thì một lần nữa một dòng sản phẩm đó là cao đặc hồng sâm, cao đặc sâm núi đến từ Hàn Quốc, một dòng sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp Hàn Quốc với nhiều thành phần, và ở trong đó có nhân sâm và nấm linh chi cùng với nhiều thành phần thảo mộc từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta an tâm khi mà mình có thể tự tin sử dụng để có thể bồi bổ cho sức khỏe của mình. Như là quý vị đang quan sát thấy là một lọ cao như vậy, mình thấy là một lọ rất là lớn luôn quý vị ạ. Bởi vì trọng lượng của nó lên đến là 1 kg. 1 kg cao cô đặc chúng ta sẽ sử dụng trong một thời gian rất là dài luôn quý vị và các bạn nha. Và cùng với là dòng sản phẩm này thì khi mà chúng ta mua sắm đó thì quý vị các bạn chúng ta sẽ nhận được một chiếc hộp rất là sang trọng và đẳng cấp, để mình cũng có thể là gửi tặng cho những người mà mình yêu quý. Với một cái chiếc hộp gỗ rất là sang trọng sẽ là một món quà biếu ý nghĩa và sức khỏe để dành tặng cho ông bà cha mẹ cũng như là những người thân yêu bên trong gia đình của mình. Ở ngoài hộp gỗ sang trọng này thì quý vị có thể để dễ dàng quan sát ở bên trong, thì chỉ có thể mở lên để chúng ta có thể an tâm là với trọng lượng là 1 kg thì chúng ta cũng đã có ngay một lọ cao hồng sâm đặc như thế này quý vị nha.
Và với một lọ cao đặc như thế này, quý vị các bạn chúng ta yên tâm sử dụng trong một thời gian cực kỳ dài luôn. Và dạng cao mỗi lần thì quý vị các bạn chúng ta uống trực tiếp, dùng trực tiếp hoặc là mình khuấy đó, thì chỉ cần từ 1 cho đến là 2 thìa nhỏ mà thôi quý vị ạ. Như vậy là tùy theo mục đích sử dụng cũng như là sở thích của từng thành viên ở bên trong chính gia đình của mình thì mình cũng có thể là sử dụng ngay là thìa gỗ đi kèm chọn một bộ để quý vị và các bạn có thể an tâm. Đó là cái sự sánh đặc ở bên trong cao đặc hồng sâm như thế này. Mình có thể là sử dụng trực tiếp hoặc là mình có thể là pha chung với lại nước ấm hoặc là nước sôi để nguội và sau đó là mình có thể sử dụng mỗi ngày từ 1 đến 2 lần để có thể là bảo vệ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng và đặc biệt là dành cho những người bị suy nhược, những người vừa ốm dậy chẳng hạn. Thì bây giờ đây, ngay tại phim trường của VTV Huỳnh Nam Shopping thì chắc chắn là Minh Trí và Phụng Yến có thể là pha ngay một cái ly hồng sâm như thế này, Phụng Yến ha. Phụng Yến thấy là Minh Trí có thể là rót ra phần ly như thế này để quý vị khán giả chúng ta có thể là quan sát được thành phần đậm đặc của cao ở bên trong quý vị các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ có dạng cao như thế này thì ở bên trong nó sẽ bao gồm đó là sâm núi nè, cũng như là nấm linh chi, có thêm là ngũ gia bì, sắn dây, xuyên khung, mẫu đơn bì, bạch chỉ, mạch môn, ngũ vị tử, thương trực và phục linh nữa. Những thành phần thảo mộc thiên nhiên này sẽ hỗ trợ chăm sóc cho sức khỏe của chúng ta tổng thể, chăm sóc cả ngũ tạng của quý vị và đồng thời là chăm sóc sức đề kháng nè, da dẻ chúng ta hồng hào hơn, ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn và khả năng phục hồi được tốt hơn. Như vậy là chúng ta sẽ có ngay một dòng sản phẩm thực phẩm chức năng, đây không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên nhắc đến Hàn Quốc thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến nhân sâm, bởi vì ở bên trong nhân sâm Hàn Quốc, đặc biệt là cao đặc hồng sâm thì có rất là nhiều thành phần saponin ở bên trong giúp cho chúng ta tăng cường sức đề kháng, làm chậm đi quá trình lão hóa của mình, cũng như là có thể là bảo vệ tốt cho hệ tim mạch nè, đặc biệt là dành cho những người lớn tuổi, ông bà cha mẹ của mình thường là ăn không ngon miệng, ngủ không ngon giấc, thì bây giờ mình cũng đã có ngay cao đặc hồng sâm, mình pha loãng với nước ấm hoặc là nước sôi để nguội để chúng ta có thể sử dụng mỗi ngày. Mỗi ngày như vậy thì cùng với dạng cao sâm núi cô đặc như thế này, quý vị các bạn chúng ta có thể là rất là dễ dàng để chăm sóc sức khỏe của gia đình mình. Chúng ta có thể là uống trực tiếp, ví dụ như là quý vị sử dụng một thìa gỗ đi kèm như thế này để chúng ta thưởng thức trực tiếp luôn 1 cho đến 2 thìa đậm đặc với dạng cao. Còn nếu như quý vị các bạn chúng ta muốn uống giống như là dạng cách mà mình thưởng trà hay là mình khuấy sâm đi, mình có thể là dễ dàng tiện lợi để chuẩn bị một ly nước ấm nè, sau đó mình sẽ khuấy ngay 1 cho đến là 2 thìa như thế này và ở bên trong ly nước quý vị các bạn nha. Rất là tiện lợi luôn, chăm sóc sức khỏe cho bạn thân mình và cả nhiều thành viên trong gia đình của chúng ta nữa. Đã Minh Trí thấy là một muỗng như thế này mình khuấy lên nó cũng đã rất là đậm đặc như thế rồi. Nếu như quý vị muốn uống đậm đặc hơn thì mình có thể là khuấy 2 muỗng quý vị nha. Và mình mời ông bà cha mẹ trong gia đình của chúng ta thưởng thức mỗi ngày một ly nước sâm cô đặc như thế này thì chúng ta có thể là yên tâm chăm sóc sức khỏe gia đình của mình rất là dễ dàng và hữu hiệu. Như quý vị đã nhìn thấy, cao đặc sâm núi rất là đậm đặc, tuy nhiên lại rất là nhanh chóng để mình dễ dàng hòa tan vào trong nước ấm hoặc là nước sôi để nguội. Mình linh động như vậy là bàn trà ngay tại phòng khách gia đình của mình từ nay lại có thêm một dòng sản phẩm, đó là cao đặc sâm núi đến từ Hàn Quốc mà trên kênh truyền hình VTV Huỳnh Nam Shopping đang giới thiệu cho quý vị và các bạn, một dòng sản phẩm thực phẩm chức năng để mình có thể bảo vệ sức khỏe cho cả nhà của mình. Ở bên trong thì không biết là cái hương vị cũng như cái vị của nó như thế nào, miễn ha. Chúng ta biết là sâm thì nó có vị ngọt, hơi đắng một chút xíu, hơi nhẫn nhẫn một chút xíu, nhưng mà có sâm hòa cùng với nấm linh chi và cả nhiều những loại thảo mộc nữa, cho nên là hương vị nó đã được cân bằng lại rồi. Cho nên là khi mà chúng ta thưởng thức thì tất nhiên nó sẽ có vị sâm hơi nhẫn một chút xíu thôi, nhưng mà vẫn dịu, vẫn nhẹ để có thể là dễ uống cho nhiều thành viên trong gia đình của mình. Và cái cảm nhận khi mà Phụng Yến uống á, thì cái đầu tiên là nước ấm rồi mình sẽ cảm thấy rất là thoải mái, rất là dễ chịu, thêm là cái hương sâm thơm thoang thoảng nữa, chúng ta sẽ rất là thích, không có khó uống một chút xíu nào đâu quý vị à. Và ở bên trong này, ngoài nhân sâm giúp chúng ta có thể là ổn định khí huyết của mình, giúp cái quá trình tạo máu diễn ra tốt hơn, giúp chúng ta tăng cường sức đề kháng, thì còn có nấm linh chi để giúp quý vị các bạn chúng ta có thể là giải độc cho cơ thể nữa. Ngoài ra thì đi kèm chọn một bộ sản phẩm, bên trong một hộp gỗ chúng ta lại có ngay một cái tờ giấy để hướng dẫn sử dụng cũng như là cả những thành phần còn lại từ thảo mộc, từ thiên nhiên đến từ Hàn Quốc ở bên trong. Đó chính là chúng ta có nhân sâm, nấm linh chi mà Phùng Yến vừa giới thiệu, chúng ta còn có đó là ngũ gia bì, sắn dây, xuyên khung, mẫu đơn bì, bạch chỉ, mạch môn, ngũ vị tử, thương trực và phục linh. Như vậy là những thành phần từ thiên nhiên và thảo mộc sẽ giúp cho chúng ta dung nạp dễ hơn bên trong cơ thể cũng như là an tâm mình sử dụng mỗi ngày đều đặn từ 1 đến 2 lần, tăng cường sức đề kháng, tăng cường cho hệ miễn dịch, giải độc gan, ích tâm khí, cũng như là sẽ làm chậm đi quá trình lão hóa nè, giúp cho mẹ của mình, bà của mình sẽ đẹp da giữ dáng hơn cho chị em phụ nữ, hoặc là bố của mình trong tính chất công việc thì thường xuyên tiếp xúc với rượu bia thì có ngay cao đặc hồng sâm như thế này để giúp cho chúng ta giải độc gan tốt hơn, bảo vệ gan, bảo vệ cho hệ tim mạch của mình quý vị nha. Và với sản phẩm này là cao sâm núi nữa, có nghĩa là lựa chọn những cái củ sâm cực kỳ chất lượng ở trên núi cao, và khi mà quý vị các bạn chúng ta sử dụng thì những cái nguồn dưỡng chất, đặc biệt là saponin
ở bên trong sâm sẽ phát huy tác dụng thật là tốt quý vị ạ. Xin được nhắc lại với quý vị về saponin, đó là một thành phần chống oxy hóa cực kỳ mạnh mẽ có ở bên trong nhân sâm, và khi với dạng cao, với dạng hồng sâm cô đặc đó, thì saponin nó sẽ gia tăng hơn nhiều lần. Và chất chống oxy hóa khi mà vào trong cơ thể của chúng ta thì nhiệm vụ nó làm gì đây? Nó sẽ giúp cơ thể của mình chống lại được quá trình oxy hóa, đồng thời là chống lại được cái quá trình lão hóa. Đó, chúng ta hình dung là ai cũng sẽ bị lão hóa, ai cũng sẽ bị già đi cả. Nhưng mà nếu có những cái dưỡng chất cần thiết để mình chống lại được, mình làm chậm lại được quá trình này, thì chúng ta có thể là lưu giữ tuổi thanh xuân của mình được lâu dài hơn. Và trong mỗi một lọ như vậy thì trọng lượng lên đến 1 kg cao đặc hồng sâm và độ đậm đặc lên đến 60%, cùng với mức giá chúng tôi đang áp dụng, mức giá cực kỳ ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng chương trình này trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping. Bên ngoài còn có một hộp gỗ, một thìa gỗ và một giấy hướng dẫn sử dụng đi kèm, sẽ được giao hàng tận nhà khi quý vị gọi vào số tổng đài quen thuộc 1900 7137. Hãy nhanh chóng sở hữu sản phẩm cao sâm núi Hàn Quốc 1 kg, mức giá hấp dẫn 1.990.000 đồng, nhận thêm quà tặng 2 hộp chiết xuất hồng sâm 5 gói mỗi hộp và tích lũy 100.000 đồng cho lần mua sắm tiếp theo. Cao sâm núi Hàn Quốc 1 kg giúp bồi bổ nguyên khí, giúp giảm suy nhược thần kinh, phục hồi sức khỏe nhanh chóng, tăng sức bền, tăng sức đề kháng và tăng cường sinh lực. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Cao sâm núi Hàn Quốc 1 kg thiết kế sang trọng cao cấp, sử dụng dài lâu, dùng được cho mọi đối tượng, đặc biệt là người suy nhược cơ thể. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, nhân sâm là một loại dược liệu quý và bổ dưỡng, có lợi cho sức khỏe và sử dụng được hầu hết cho nhiều thành viên trong gia đình của chúng ta. Không chỉ vậy, nhân sâm còn là mặt hàng có chỗ đứng trên thị trường như một món quà biếu rất là trang trọng dành cho sức khỏe. Nhưng mà có rất là nhiều những dạng nhân sâm khác nhau và cũng nhiều thương hiệu khác nhau ở ngoài thị trường. Hãy lựa chọn một địa chỉ thật là uy tín, thật là đáng tin cậy để chúng ta lựa chọn nhân sâm chính hãng về cho gia đình của mình. Ngày hôm nay, VTV Hyundai Home Shopping mang đến cho quý vị và các bạn cao hồng sâm núi đến từ Hàn Quốc, dòng sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Chúng ta có thể lựa chọn ngay cho gia đình của mình, hoặc sử dụng nó làm quà biếu cho những người mà chúng ta yêu thương, hay sử dụng làm quà biếu trang trọng cho khách hàng, đối tác và bạn bè. Với người lớn tuổi ở trong gia đình của mình thì người lớn tuổi có thể rất là dễ mắc phải nhiều những cái chứng bệnh thường ngày chúng ta vẫn hay gặp, và người lớn tuổi sức đề kháng đã suy yếu rồi, ăn không còn ngon miệng, ngủ không còn tốt như trước nữa, thì khi sử dụng cao hồng sâm núi như thế này sẽ hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, khả năng phòng chống bệnh tật tốt hơn, giấc ngủ được ngon hơn và da dẻ cũng trở nên hồng hào hơn rất nhiều. Với các chị em phụ nữ mong muốn làm đẹp da thì những nguyên tố vi lượng có ở bên trong cao hồng sâm cũng sẽ hỗ trợ điều này, da dẻ trở nên hồng hào hơn, sức đề kháng được tăng cường và các chị em phụ nữ sẽ có khả năng tập trung cho công việc của mình tốt hơn. Và đặc biệt là nam giới bên trong chính gia đình của mình, do tính chất công việc và thường xuyên tiếp xúc với rượu bia thì chúng ta cũng có thể tự tin sở hữu dòng sản phẩm này. Cao đặc hồng sâm bên trong lại có thành phần nấm linh chi, rất tốt cho gan để có thể là giải độc gan, ít tâm khí. Ngoài ra chúng ta còn có rất là nhiều thành phần thảo mộc từ thiên nhiên quý giá, ví dụ như là ngũ gia bì sẽ tăng trí nhớ, và cũng như có thể là có vị cay tính ôn, cũng như là sáng dây sẽ giúp cho chúng ta giải nhiệt cho cơ thể. Ngoài ra cũng có xuyên khung, mẫu đơn bì, bạch chỉ, mạch môn, ngũ vị tử, thương trực và phục linh. Với dạng cao cô đặc, khi quý vị các bạn chúng ta sử dụng thì rất là dễ dàng, mình có thể là sử dụng trực tiếp 1 cho đến 2 thìa nhỏ, uống trực tiếp dạng đậm đặc như thế này, hoặc là chúng ta nếu mà muốn thưởng sâm mỗi ngày, vừa trò chuyện vừa có thể thưởng sâm với gia đình của mình, thì chúng ta sẽ khuấy 1 đến 2 thìa nhỏ vào bên trong làn nước ấm. Những người lớn tuổi trong gia đình của chúng ta thì rất là thích cách khuấy này, bởi cũng giống như là thưởng trà vậy đó, thưởng sâm mỗi ngày, vừa trò chuyện với nhau, vừa có thể là đọc báo, theo dõi TV chẳng hạn, và sau đó chúng ta thưởng thức những ly nước sâm với thành phần dinh dưỡng cực kỳ dồi dào cho sức khỏe của mình. Trong nhà mình thì có nhiều thành viên, nhiều lứa tuổi khác nhau, nhưng mà chúng ta đều có thể là yên tâm sử dụng với dạng cao như thế này, rất là an toàn, sử dụng hữu hiệu, sau một thời gian sẽ thấy sức khỏe của chúng ta, sức bền được cải thiện, sức đề kháng được nâng cao, và từ đó mình yên tâm tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Và với dòng sản phẩm cao hồng sâm độ đậm đặc lên đến 60% sẽ giúp cho chúng ta sử dụng lâu dài, bảo quản bên trong một chiếc hộp gỗ sang trọng là món quà biếu, với mức giá chúng tôi đang áp dụng có ngay cao hồng sâm núi đến từ Hàn Quốc, một dòng sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu chính hãng đến từ Hàn Quốc mà trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping mang lại, giúp cho quý vị có thể có một món quà dành sự quan tâm đến cho những người thân yêu, sẽ được giao hàng tận nhà theo số tổng đài quen thuộc 1900 7137. Cao sâm núi Hàn Quốc 1 kg giúp bồi bổ nguyên khí, giúp giảm suy nhược thần kinh, phục hồi sức khỏe nhanh chóng, tăng sức bền, tăng sức đề kháng và tăng cường sinh lực. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hãy nhanh chóng sở hữu sản phẩm cao sâm núi Hàn Quốc 1 kg, mức giá hấp dẫn 1.990.000 đồng, nhận thêm quà tặng 2 hộp chiết xuất hồng sâm 5 gói mỗi hộp và tích lũy 100.000 đồng cho lần mua sắm tiếp theo.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi gửi đến cho quý vị và các bạn lên đến là 1 kg cao sâm núi Hàn Quốc để gia đình chúng ta có thể là sử dụng yên tâm trong một thời gian dài. Và dòng sản phẩm này được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Mình yên tâm về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Tại sao Hàn Quốc lại được biết đến là một nơi thủ phủ của nhân sâm vậy? Bởi vì ở tại Hàn Quốc có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng rất là phù hợp cho những củ nhân sâm chất lượng phát triển, và nhân sâm đó được lựa chọn kỹ càng, được chưng cất trong một cái giai đoạn đạt chuẩn, một thời gian nhiệt độ phù hợp để chúng ta có được những dạng cao cô đặc với thành phần hồng sâm rất là sánh đặc ở bên trong. Đồng thời với dòng sản phẩm này thì ngoài thành phần đó là nhân sâm thì còn có thêm đó chính là nấm linh chi và cả nhiều những cái loại thảo mộc khác nữa, thành phần rất là sánh đặc trong dạng cao sử dụng trong một thời gian rất lâu dài. Sử dụng một cách lâu dài và đựng trong một chiếc lọ thủy tinh lớn, mà khi mà mở nắp hũ ra thì mình cảm nhận đó là một mùi thơm của hồng sâm nè, của nấm linh chi cũng như là những thành phần thảo mộc ở bên trong. Và như lúc nãy thì Phụng Yến cũng đã thử hương vị rồi, thì bây giờ mình chỉ xin phép được là thử ngay hương vị, đó là mình sẽ pha 1 hoặc là 2 thìa cao hồng sâm đặt ở bên trong mỗi lọ thủy tinh như thế này vào trong một ly nước ấm quý vị nha, hoặc là chúng ta có thể là nước sôi để nguội, tùy theo mục đích sử dụng và sở thích. Mình có thể là uống đậm đặc hoặc là mình uống loãng ra. Ở đây thì chỉ có thể là pha ngay vào bên trong ly nước ấm như thế này. Và với thành phần hồng sâm thì saponin sẽ rất là dồi dào luôn để chăm sóc cho sức khỏe của chúng ta. Nó làm chậm quá trình lão hóa trong cơ thể của mình, bởi vì đó là một chất chống oxy hóa rất là mạnh mẽ quý vị ạ. Quá trình lão hóa được làm chậm lại cho nên cơ thể của mình sẽ lưu giữ được tuổi thanh xuân lâu dài hơn. Sức đề kháng của chúng ta được tăng cường, cho nên là quý vị các bạn chúng ta phòng chống bệnh tật thật là tốt. Ngoài ra là còn có thành phần nấm linh chi ở bên trong sản phẩm này, giúp cơ thể của chúng ta có thể là giải độc được những cái độc tố ra bên ngoài, hỗ trợ cho chức năng gan của chúng ta hoạt động tốt hơn quý vị nha. Và sau khi là Minh Trí pha thì Phụng Yến đã nhìn thấy là một ly nước sâm rất là sánh đặc rồi. Wow, như vậy là chúng ta sẽ thấy dễ dàng hơn khi mà cao đặc hồng sâm một độ đậm đặc như thế này. Tuy nhiên là lại dễ dàng hòa tan vào trong những ly nước ấm hoặc là nước sôi để nguội. Bây giờ thì Trí có thể thưởng thức ngay cái mùi vị của ly hồng sâm sau khi đã được pha đặc như thế này đây. Nhiều quý vị khách hàng thì chúng ta lo ngại là không biết là uống sâm mà uống dạng cao nữa thì có bị đắng hay không, nhưng mà ở đây nó có hòa thêm những cái loại thảo mộc khác nữa rồi, cho nên là quý vị yên tâm, cái hương vị nó được làm dịu nhẹ lại, rất là dễ uống cho nhiều thành viên trong gia đình của mình. Đầu tiên mình cảm thấy là một cái vị ngọt ngọt nhưng mà lại có hơi đắng đắng ở bên trong, bởi vì đó là thành phần nhân sâm, độ đậm đặc 60% nhưng dễ dàng hòa tan vào bên trong ly nước ấm. Ngoài ra mình có nấm linh chi và nhiều thành phần thảo mộc từ thiên nhiên, đặc biệt là được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, để có thể là bảo vệ sức khỏe, tăng cường cho sức đề kháng của mình, làm chậm đi quá trình lão hóa, tăng cường tuổi thọ, và đặc biệt là phù hợp cho mọi đối tượng và độ tuổi khác nhau bên trong chính gia đình của mình. Có rất là nhiều những loại thảo mộc ở bên trong, có thể kể đến như là ngũ gia bì, sắn dây, xuyên khung, mẫu đơn bì, bạch chỉ, mạch môn, ngũ vị tử, thương trực hay là phục linh. Những loại thảo mộc này đều là những loại thảo mộc có tính bình, tính ôn, rất là dịu nhẹ để cơ thể của chúng ta dễ dàng hấp thu. Ví dụ như là sắn dây thì nó sẽ hỗ trợ cho cơ thể của mình giải nhiệt nè. Ngũ gia bì sẽ giúp chúng ta có thể làm mạnh gân cốt, hỗ trợ tăng trí nhớ cho cơ thể nữa quý vị các bạn ạ. Nhiều những loại thảo mộc đó đều được lựa chọn rất là kỹ càng từ Hàn Quốc luôn và hòa vào bên trong dòng sản phẩm này với dạng cao, chúng ta sẽ lưu giữ trong một thời gian dài và sử dụng tẩm bổ, bồi bổ cho cơ thể của chúng ta được ổn định quý vị và các bạn nha. Sức khỏe là một gia tài rất là quý giá. Đúng mà rồi. Mình chỉ có thể là để ý là nhiều thành viên trong nhà mình đôi khi là đi làm công việc của mình rất là bận rộn mà chúng ta quên mất là phải dành thời gian để chăm sóc sức khỏe thật là tốt, đúng không? Cho nên Phụng Yến nghĩ là nếu mà nhà mình lựa chọn những dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe thì nên lựa chọn những dòng sản phẩm cao cấp, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và chăm sóc được thật là nhiều đối tượng trong gia đình chúng ta. Và đặc biệt là trong sản phẩm ngày hôm nay, cao hồng sâm núi đến từ Hàn Quốc cùng với nhiều thành phần thảo mộc từ thiên nhiên, cùng với mức giá lập lại cực kỳ ưu đãi quý vị nha. 1 kg bên trong mỗi một lọ thủy tinh lớn, bên ngoài lại có một hộp gỗ cực kỳ sang trọng làm món quà biếu dành cho ông bà cha mẹ, những người thân yêu bên trong chính gia đình của mình. Và chắc chắn là trên kênh truyền hình VTV Hyundai Shopping, chúng tôi sẽ giao hàng tận nhà theo yêu cầu của quý vị khi gọi vào số tổng đài quen thuộc một lần nữa, 1900 7137. Hãy nhanh chóng sở hữu sản phẩm cao sâm núi Hàn Quốc 1 kg, mức giá hấp dẫn 1.990.000 đồng, nhận thêm quà tặng 2 hộp chiết xuất hồng sâm 5 gói mỗi hộp và tích lũy 100.000 đồng cho lần mua sắm tiếp theo. Cao sâm núi Hàn Quốc 1 kg giúp bồi bổ nguyên khí, giúp giảm suy nhược thần kinh, giúp phục hồi sức khỏe nhanh chóng, tăng sức bền, tăng sức đề kháng, tăng cường sinh lực. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Cao sâm núi Hàn Quốc 1 kg thiết kế sang trọng cao cấp, sử dụng dài lâu, dùng được cho mọi đối tượng, đặc biệt là người suy nhược cơ thể. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân sâm là một loại dược liệu quý và bổ dưỡng, có lợi cho sức khỏe và sử dụng được hầu hết cho nhiều thành viên trong gia đình của chúng ta. Không chỉ vậy, nhân sâm còn là mặt hàng có chỗ đứng trên thị trường như một món quà biếu rất là trang trọng dành cho sức khỏe. Nhưng mà có rất là nhiều những dạng nhân sâm khác nhau và cũng nhiều thương hiệu khác nhau ở ngoài thị trường. Hãy lựa chọn một địa chỉ thật là uy tín, thật là đáng tin cậy để chúng ta lựa chọn nhân sâm chính hãng về cho gia đình của mình. Ngày hôm nay, VTV Hyundai Home Shopping mang đến cho quý vị và các bạn cao hồng sâm núi đến từ Hàn Quốc, dòng sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Chúng ta có thể lựa chọn ngay cho gia đình của mình hoặc sử dụng nó làm quà biếu cho những người mà chúng ta yêu thương, hay sử dụng làm quà biếu trang trọng cho khách hàng, đối tác và bạn bè. Với người lớn tuổi ở trong gia đình của mình thì người lớn tuổi có thể rất là dễ mắc phải nhiều những cái chứng bệnh thường ngày chúng ta vẫn hay gặp, và người lớn tuổi sức đề kháng đã suy yếu rồi, ăn không còn ngon miệng, ngủ không còn tốt như trước nữa, thì khi sử dụng cao hồng sâm núi như thế này sẽ hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, khả năng phòng chống bệnh tật tốt hơn, giấc ngủ được ngon hơn và da dẻ cũng trở nên hồng hào hơn rất nhiều. Với các chị em phụ nữ mong muốn làm đẹp da thì những nguyên tố vi lượng có ở bên trong cao hồng sâm cũng sẽ hỗ trợ điều này, da dẻ trở nên hồng hào hơn, sức đề kháng được tăng cường và các chị em phụ nữ sẽ có khả năng tập trung cho công việc của mình tốt hơn. Và đặc biệt là nam giới bên trong chính gia đình của mình, do tính chất công việc và thường xuyên tiếp xúc với rượu bia thì chúng ta cũng có thể tự tin sở hữu dòng sản phẩm này. Cao đặc hồng sâm bên trong lại có thành phần nấm linh chi, rất tốt cho gan để có thể là giải độc gan, ích tâm khí. Ngoài ra chúng ta còn có rất là nhiều thành phần thảo mộc từ thiên nhiên quý giá, ví dụ như là ngũ gia bì sẽ tăng trí nhớ và cũng như có thể là có vị cay tính ôn, cũng như là sáng dây sẽ giúp cho chúng ta giải nhiệt cho cơ thể. Ngoài ra cũng có xuyên khung, mẫu đơn bì, bạch chỉ, mạch môn, ngũ vị tử, thương trực và phục linh. Với dạng cao cô đặc khi quý vị các bạn chúng ta sử dụng thì rất là dễ dàng. Mình có thể là sử dụng trực tiếp 1 cho đến là 2 thìa nhỏ, uống trực tiếp dạng đậm đặc như thế này. Hoặc là chúng ta nếu mà muốn thưởng sâm mỗi ngày, vừa trò chuyện vừa có thể thưởng sâm với gia đình của mình, thì chúng ta sẽ khuấy 1 đến 2 thìa nhỏ vào bên trong làn nước ấm. Những người lớn tuổi trong gia đình của chúng ta thì rất là thích cách khuấy này, bởi cũng giống như là thưởng trà vậy đó, thưởng sâm mỗi ngày, vừa trò chuyện với nhau, vừa có thể là đọc báo, theo dõi TV chẳng hạn, và sau đó chúng ta thưởng thức những ly nước sâm với thành phần dinh dưỡng cực kỳ dồi dào cho sức khỏe của mình. Trong nhà mình thì có nhiều thành viên, nhiều lứa tuổi khác nhau, nhưng mà chúng ta đều có thể là yên tâm sử dụng với dạng cao như thế này, rất là an toàn, sử dụng hữu hiệu, sau một thời gian sẽ thấy sức khỏe của chúng ta sức bền được cải thiện, sức đề kháng được nâng cao và từ đó mình yên tâm tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Và với dòng sản phẩm cao hồng sâm độ đậm đặc lên đến 60% sẽ giúp cho chúng ta sử dụng lâu dài, bảo quản bên trong một chiếc hộp gỗ sang trọng là món quà biếu với mức giá chúng tôi đang áp dụng. Có ngay cao hồng sâm núi đến từ Hàn Quốc, một dòng sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu chính hãng đến từ Hàn Quốc mà trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping mang lại, giúp cho quý vị có thể có một món quà dành sự quan tâm đến cho những người thân yêu, sẽ được giao hàng tận nhà theo số tổng đài quen thuộc 1900 7137. Quý vị các bạn thân mến, nếu như mà gia đình của mình đang tìm kiếm một dòng sản phẩm để chăm sóc sức khỏe cho nhiều thành viên trong gia đình của mình, chăm sóc từ ông bà cha mẹ của chúng ta đã lớn tuổi rồi, đến chăm sóc các chị em phụ nữ có nhu cầu làm đẹp, chăm sóc các quý ông làm việc với áp lực mệt mỏi căng thẳng, thì chúng ta cần lựa chọn những dòng sản phẩm làm sao có xuất xứ rõ ràng, yên tâm về nguồn gốc xuất xứ và thành phần ở bên trong thực sự an toàn để có thể là chăm sóc sức khỏe cho cả nhà chúng ta như vậy. Và ngày hôm nay VTV Hyundai Home Shopping rất là hân hạnh được gửi đến cho quý vị các bạn cao sâm núi đến từ Hàn Quốc, và tôi nghĩ rằng với dạng cao cô đặc như vậy, nhà mình sẽ sử dụng dễ dàng trong một thời gian dài, khuấy vào bên trong những ly sâm nước như thế này, chúng ta uống đều đặn thường xuyên, cải thiện sức khỏe, cải thiện thể lực, cải thiện trí lực của mình mỗi ngày. Mức giá cực kỳ ưu đãi mà chúng tôi đang áp dụng, quý vị sẽ mang về nhà ngay một lọ cao sâm núi với trọng lượng 1 kg, với độ đậm đặc của hồng sâm là 60%, cùng với nhiều thành phần thảo mộc từ thiên nhiên khác, và đặc biệt đó là hai thành phần chính, đó là nấm linh chi và nhân sâm, sẽ giúp cho chúng ta có thể bảo vệ được sức khỏe dành cho mọi đối tượng và độ tuổi khác nhau bên trong chính gia đình của mình. Hãy gọi ngay vào số tổng đài quen thuộc của kênh truyền hình VTV Hyundai Shopping 1900 7137. Tổng đài viên sẽ tư vấn kỹ hơn và chắc chắn là sẽ giao hàng tận nhà theo yêu cầu của tất cả quý vị. Đến đây thì thời gian phát sóng xin được khép lại. Minh Trí và Phụng Yến xin nói lời cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những lần mua sắm tiếp theo trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping. Hãy nhanh chóng sở hữu sản phẩm cao sâm núi Hàn Quốc 1 kg, mức giá hấp dẫn 1.990.000 đồng, nhận thêm quà tặng 2 hộp chiết xuất hồng sâm 5 gói mỗi hộp và tích lũy 100.000 đồng cho lần mua sắm tiếp theo. Cao sâm núi Hàn Quốc 1 kg giúp bồi bổ nguyên khí, giúp giảm suy nhược thần kinh, phục hồi sức khỏe nhanh chóng, tăng sức bền, tăng sức đề kháng và tăng cường sinh lực. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Cao sâm núi Hàn Quốc 1kg, thiết kế sang trọng, cao cấp, sử dụng dài lâu, dùng được cho mọi đối tượng, đặc biệt là người suy nhược cơ thể. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, nhân sâm là một loại dược liệu quý và bổ dưỡng, có lợi cho sức khỏe và sử dụng được hầu hết cho nhiều thành viên trong gia đình của chúng ta. Không chỉ vậy, nhân sâm còn là mặt hàng có chỗ đứng trên thị trường như một món quà biếu rất là trang trọng dành cho sức khỏe. Nhưng mà có rất là nhiều những dạng nhân sâm khác nhau và cũng nhiều thương hiệu khác nhau ở ngoài thị trường. Hãy lựa chọn một địa chỉ thật là uy tín, thật là đáng tin cậy để chúng ta lựa chọn nhân sâm chính hãng về cho gia đình của mình. Ngày hôm nay VTV Hyundai Home Shopping mang đến cho quý vị và các bạn cao hồng sâm núi đến từ Hàn Quốc, dòng sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Chúng ta có thể lựa chọn ngay cho gia đình của mình hoặc sử dụng nó làm quà biếu cho những người mà chúng ta yêu thương, hay sử dụng làm quà biếu trang trọng cho khách hàng, đối tác và bạn bè. Với người lớn tuổi ở trong gia đình của mình thì người lớn tuổi có thể rất là dễ mắc phải nhiều những cái chứng bệnh thường ngày chúng ta vẫn hay gặp. Và người lớn tuổi sức đề kháng đã suy yếu rồi, ăn không còn ngon miệng, ngủ không còn tốt như trước nữa, thì khi sử dụng cao hồng sâm núi như thế này sẽ hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, khả năng phòng chống bệnh tật tốt hơn, giấc ngủ được ngon hơn và da dẻ cũng trở nên hồng hào hơn rất nhiều. Với các chị em phụ nữ mong muốn làm đẹp da thì những nguyên tố vi lượng có ở bên trong cao hồng sâm cũng sẽ hỗ trợ điều này, da dẻ trở nên hồng hào hơn, sức đề kháng được tăng cường và các chị em phụ nữ sẽ có khả năng tập trung cho công việc của mình tốt hơn. Và đặc biệt là nam giới bên trong chính gia đình của mình, do tính chất công việc và thường xuyên tiếp xúc với rượu bia thì chúng ta cũng có thể tự tin sở hữu dòng sản phẩm này. Cao đặc hồng sâm bên trong lại có thành phần nấm linh chi, rất tốt cho gan để có thể là giải độc gan, ít tâm khí. Ngoài ra chúng ta còn có rất là nhiều thành phần thảo mộc từ thiên nhiên quý giá, ví dụ như là ngũ gia bì sẽ tăng trí nhớ và cũng như có thể là có vị cay tính ôn, cũng như là sáng dây sẽ giúp cho chúng ta giải nhiệt cho cơ thể. Ngoài ra cũng có xuyên khung, mẫu đơn bì, bạch chỉ, mạch môn, ngũ vị tử, thương trực và cục linh. Với dạng cao cô đặc khi quý vị các bạn chúng ta sử dụng thì rất là dễ dàng. Mình có thể là sử dụng trực tiếp 1 cho đến là 2 thìa nhỏ, uống trực tiếp dạng đậm đặc như thế này. Hoặc là chúng ta nếu mà muốn thưởng sâm mỗi ngày, vừa trò chuyện vừa có thể thưởng sâm với gia đình của mình, thì chúng ta sẽ khuấy 1 đến 2 thìa nhỏ vào bên trong làn nước ấm. Những người lớn tuổi trong gia đình của chúng ta thì rất là thích cách khuấy này, bởi cũng giống như là thưởng trà vậy đó, thưởng sâm mỗi ngày, vừa trò chuyện với nhau, vừa có thể là đọc báo, theo dõi TV chẳng hạn. Và sau đó chúng ta thưởng thức những ly nước sâm với thành phần dinh dưỡng cực kỳ dồi dào cho sức khỏe của mình. Trong nhà mình thì có nhiều thành viên, nhiều lứa tuổi khác nhau, nhưng mà chúng ta đều có thể là yên tâm sử dụng với dạng cao như thế này, rất là an toàn, sử dụng hữu hiệu. Sau một thời gian sẽ thấy sức khỏe của chúng ta, sức bền được cải thiện, sức đề kháng được nâng cao và từ đó mình yên tâm tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Và với dòng sản phẩm cao hồng sâm độ đậm đặc lên đến 60% sẽ giúp cho chúng ta sử dụng lâu dài, bảo quản bên trong một chiếc hộp gỗ sang trọng làm món quà biếu với mức giá chúng tôi đang áp dụng. Có ngay cao hồng sâm núi đến từ Hàn Quốc, một dòng sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu chính hãng đến từ Hàn Quốc mà trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping mang lại, giúp cho quý vị có thể có một món quà dành sự quan tâm đến cho những người thân yêu, sẽ được giao hàng tận nhà theo số tổng đài quen thuộc 1900 7137. Hãy nhanh chóng sở hữu sản phẩm cao sâm núi Hàn Quốc 1kg, mức giá hấp dẫn 1.990.000 đồng, áp dụng trong chương trình Sức Khỏe Vàng Tràn Sức Sống, nhận thêm quà tặng 2 hộp chiết xuất hồng sâm 5 gói mỗi hộp và tích lũy 100.000 đồng cho lần mua sắm tiếp theo.